Kính thưa quý vị, Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam vẫn kiên định mác lề. Nội dung bản báo cáo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc tại phiên khai mạc Đại hội Đảng thứ 12 hôm ngày 21 tháng Giêng được ghi nhận vẫn kiên định mác lề. Hôm ngày 21 tháng Giêng, báo điện tử của Chính phủ Việt Nam công bố toàn văn báo cáo về văn kiện của Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam. Theo đó, ông Trọng nhấn mạnh, trước hết phải kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới. Ông Trọng đánh giá, nền kinh tế vượt qua nhiều thách thức, tuy nhiên đổi mới chưa đồng bộ và toàn diện. Đáng lưu ý, hai trong số các bài đọc của ông Trọng rút ra qua 30 năm đổi mới là đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực và phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân. Báo cáo của Tổng Bí thư cũng nhìn nhận, tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển đảo trong khu vực và trên Biển Đông sẽ còn diễn ra gay gắt phức tạp. Đề cập về lĩnh vực kinh tế, Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam đặt ra các mục tiêu. Cơ cấu lại thị trường tài chính với trọng tâm là hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính, từng bước cơ cấu lại ngân sách nhà nước, cơ cấu lại và giải quyết có kết quả vấn đề nợ xấu, bảo đảm an toàn nợ công. Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước đối trọng là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, phát triển mạnh kinh tế biển nhằm tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Có cơ chế tạo bước đột phá về tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế biển. Tập trung đầu tư nâng cao hiệu quả hoạt động các khu kinh tế ven biển. Về khoa học, ông Trọng nêu hướng phấn đấu đến năm 2020. Khoa học công nghệ Việt Nam đạt trình độ phát triển của nhóm dẫn đầu Asian. Đến 2030, có một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến trên thế giới. Đề cập về nội bộ đảng Cộng sản, ông cũng thừa nhận một số rất ít cán bộ, đảng viên bị phần tử xấu lợi dụng, lôi kéo, kích động, xúi dục, mua chuộc, đã có tư tưởng, hành động, việc làm chống đối nhà nước. Công tác xây dựng đảng bộc lộ nhiều hạn chế, khuyết điểm làm cho đảng chưa thật sự trong sạch, vững mạnh, làm giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với đảng, nhà nước và chế độ.